Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại dịch bệnh tả lợn châu Phi đã được khống chế trên phạm vi toàn tỉnh, nông dân có thể tái đàn chăn nuôi trở lại. Tuy nhiên, thiếu lợn giống, con giống giá quá cao đang là khó khăn lớn khiến nhiều hộ không thể tái đàn khi mà giá thịt lợn thương phẩm đang ở mức cao. Khu chuồng trại này có thể nuôi lên đến cả 100 con lợn thương phẩm. Nhưng sau dịch tả lợn châu Phi, anh Lê Văn Hương đã không đủ điều kiện để tái đàn. Nhận tiền hỗ trợ lợn bị chết do dịch tả lợn châu Phi. Khi công bố hết dịch, 2 tháng trước anh đã mua lợn giống về nuôi. Số tiền hỗ trợ chỉ mua được 10 con lợn giống. 4 ô chuồng giờ chỉ có lợn trong một ô. Phần còn lại để trống, gây nhiều lãng phí. Giờ cũng muốn vào nhiều lắm nhưng mà không có tiền để mà vào hết chuồng. Cơ bản là giống nó đắt quá. Thế nên là mình cũng chẳng không thể vào. Giờ cứ cầm cự nuôi được đến đâu thì con đâu vào đấy. Đến bây giờ thực ra là mua một con lợn nái nó không phải rẻ tiền. Nếu mua lợn dưới kia giấy tờ đầy đủ nó phải mấy chục triệu một con cơ. Sau dịch tả lợn châu Phi, cả tỉnh có đến cả nghìn hộ dân đang để trống chuồng. Dịch bệnh xảy ra ở mỗi hộ, cơ bản đều phải tiêu hủy cả đàn. Trong đó có cả lợn giống bố mẹ. Vì thế, khi hết dịch, nguồn sản xuất lợn giống cũng trở nên khan hiếm. Những trang trại lớn không bị dịch bệnh, lợn giống sản xuất ra được hộ chăn nuôi giữ lại để nuôi thương phẩm khi giá lợn đang cao như hiện nay. Vì thế, những hộ nuôi nhỏ lẻ sẽ không có tiền mua giống hoặc có mua cũng chỉ vài con khi mà giá lợn giống quá cao. Con giống nó cũng quá là khan hiếm. Bây giờ ví dụ con giống là 2 triệu rưỡi, 3 triệu con giống mà tôi mang vào tôi thả thì bây giờ ví dụ như là 5 tháng sau tôi mới được bán. Mà 5 tháng sau mà nó xuống tới cái giá 50, 55 thì chúng tôi không bao giờ còn lại. Đấy là sự thật mà bây giờ là riêng con giống là rất là khan hiếm. Sau ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo nông dân các địa phương tái đàn có kiểm soát. Qua kiểm tra thực tế, việc tái đàn rất thận trọng. Đến thời điểm hiện tại, đàn lợn nái nuôi quy mô nhỏ không còn, nên nguồn giống cung cấp cho các hộ chăn nuôi tại chỗ rất khan hiếm. Mặc dù là tái đàn ở quy mô nào thì yêu cầu về chăn nuôi đảm bảo các điều kiện an toàn cũng cần được đề cao nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các loại dịch bệnh phát sinh. Giá giống hiện tại là rất cao, cho nên người chăn nuôi khi mà thực hiện và đầu tư này cần phải nguồn vốn lớn. Trong khi đó thì ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi cũng đã cái việc mà đầu tư cho họ sẽ trở nên là khó khăn. Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ và đặc biệt là khi năm 2020 luật chăn nuôi có hiệu lực thì những cái hộ chăn nuôi nhỏ này họ rất thận trọng khi cái việc này, cộng với sự khuyến cáo của ngành và tuyên truyền của các huyện thì đối với chúng tôi hướng tới là việc chăn nuôi tập trung ở với quy mô gia trại và các quy mô lớn để đảm bảo là người ta có thu nhập từ ở chăn nuôi chứ không phải nuôi để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Giá lợn giống đang ở mức cao, trung bình từ 220.000 đến 250.000 đồng mỗi kg. Giá lợn hơi đang dao động ở mức 75.000 đến 78.000 đồng mỗi kg. Mặc dù giá lợn thương phẩm cao, nhưng đối với những hộ chăn nuôi đã buộc phải tiêu hủy hết đàn do dịch bệnh sẽ còn gặp nhiều khó khăn khi đầu tư mua lợn giống.